vào sau kệ thôi. Lớn rồi. Các bạn ghi cho thầy là đề bài là căn bậc 2 lớp 9 với kiến thức cần nhớ là căn bậc 2 của A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. Đây là công thức thẳng đẳng thức đáng nhớ của lớp 9 nhé. Thì nó sẽ bằng gì ạ? Theo công thức ở trên thì bằng giá trị tuyệt đối của 2 và bằng mấy con? Bằng 2. Thế còn tổng quát của nó nhé. Đấy, các con ghi thêm cho thầy nó bằng chính A nếu A lớn hơn hoặc bằng 0. Còn bằng số đối của A nếu A nhỏ hơn hoặc bằng 0. Thì tương tự như vậy, ý thứ hai các con lắp vào công thức này nó sẽ bằng giá trị tuyệt đối của âm 2 và bằng mấy? Chị Phương Anh trả lời từ ý thứ hai, giá trị tuyệt đối âm 2 bằng mấy ạ? Nhẹ con, chị Phương Anh đâu rồi? Mở cái mic lên rồi nói. Tại em thấy giá trị tuyệt đối của âm 2 bằng 2, dương 2. Vâng. Tương tự như vậy thì cái ý thứ ba thì đã dạy cái các con biết làm ngay. Diệu Linh trả lời với thầy ạ. Con đọc luôn cho thầy trong ngữ trên màn hình ạ. Bằng giá trị tuyệt đối của 3 và bằng mấy? Con đọc to vào nhé, thầy không nghe thấy đâu, hình như con không mở mic hay sao ấy. Trường ạ, ý thứ tư ạ. Trường ơi, các con nhìn học thầy đó, phải nhìn tập trung màn hình liên tục để cho các con học ạ. Bằng giá trị tuyệt đối của và bằng vâng, dạy cái biết làm ngay, có gì khó đâu. Tiếp theo ý thứ 5, 6, 7, 8 thầy nói sẽ có ai người đấy trả lời thôi nhé, nó rất đơn giản. Trịnh Phương Thảo bằng dạng vâng thì trả lời luôn như thế nữa không tập trung. Dạng bằng giá trị tuyệt đối của 4 và bằng mấy con? Bằng 4 ạ. Vâng. Quyến nào? Con đọc bằng giá trị tuyệt đối, con nói luôn. Bằng 4 ạ. Giá trị tuyệt đối âm 4 và bằng 4. Vâng. Khánh Linh nhà con? Khánh Linh. Khánh Linh em anh Giang. Dạ. Là bằng 4 ạ. Sao lại Khánh Linh bằng em anh Giang cơ mà. Ý thứ 7 đấy, con phải nhìn vào màn hình đi chứ. Thì bằng giá trị tuyệt đối của 5 bằng 5. Vâng. Ý thứ 8 rồi, bạn Yến trả lời với thầy ạ. Vâng. Như vậy các con nhận thấy là cái việc tính căn bậc 2 có gì khó khăn không? Không ạ. Có cần phải làm thêm ý 9, 10, 11, 12 không? Ba cái dòng này thầy giáo sẽ giao cho các con bài tập về nhà. Các con điền nốt nhé. Chúng ta sẽ hướng tiếp đến ý số 21. Mời bạn Phương trả lời thầy ý thứ 21 ạ. Em cho thầy bằng căn bậc giá trị 2 và bằng giá trị tuyệt đối của 1/2 bằng 1/2. Vâng. Mời Chiến trả lời thầy ý thứ 22. Bằng trị tuyệt đối của âm 1/2 và bằng âm 1/2. Ờ. Con đọc thế nào hay thì đáng nghe nhầm đấy. Giá trị tuyệt đối âm 1/2 bằng bao nhiêu? 1/2. Bằng bao nhiêu Chiến? Chiến đọc lại thầy nào. Bằng âm 1/2 kìa. Ôi dồi ôi. Con chả tập trung gì. Giá trị tuyệt đối lúc nào mà chả ra dương mấy ý rồi. Được. Thì em đọc 1/2 rồi thầy. À, thì thầy lại nghe thành âm à? Chắc của con cái mạng nó hơi giật. Rồi. Tiếp theo với bạn Sơn nào. Này mà không thuộc. Em với thầy là bằng giá trị tuyệt đối của 2/3 và bằng 2/3. Vâng, đấy nghe rõ. Mời bạn Phong nào. Phong vào chưa?
Đỗ Đăng Duy nào con? Đúng rồi ạ. Duy ơi, phải mở cam lên. Bạn Đỗ Đăng Duy không trả lời thầy Hư nha. Mời Thu Ngân, chuyển sang Thu Ngân ạ. Thưa thầy, giá trị tuyệt đối của âm 2 phần 3 bằng 2 phần 3 ạ. Vâng, chỉ có mỗi thế thôi đúng không? Ý thứ từ 25 cho đến 32 cũng về nhà. Các con không ghi kịp thì chúng ta cứ cách nó ra nhé. Cuối giờ thì nó sẽ gửi bài lên cho chúng ta, không phải lo. Chúng ta sẽ làm tiếp cho thầy ý 33, 34, 35. Bách nào? 33. Căn thầy, 33, chị. Căn bậc 2 của 0,1 bình bằng trị tuyệt đối của 0,01 bình bằng 0,01. Tiếp theo bạn Hòa nào. Em thưa thầy là giá trị tuyệt đối của âm 0,01 bằng 0,01 ạ. Vâng, cảm ơn con. Có gì khó đâu. Ngô Trang nào. Em thưa thầy là giá trị tuyệt đối của 0,01 là 0,01 ạ. Con đọc thiếu đấy. Là bằng. Vâng. Con đọc chuẩn hơn nhé. Bạn Khánh Linh con bố thống nào. 36. Thưa thầy là giá trị tuyệt đối của 0,0001 là 0,0001 ạ. Vâng. Mời bạn Trường nào. Ý thứ 37 ạ. Cứ lắp vào công thức thôi. Giá trị tuyệt đối của gì? Có x bằng x. Không được, nó có hai trường hợp. Nếu nó dương bằng chính nó, nếu nó âm bằng tuyệt đối thì cứ để tới đây thôi. Đúng không? Nếu các con cần cụ thể ra thì nó sẽ bằng x. Nếu x bằng sao con? Lớn hơn hoặc bằng không? X lớn hơn hoặc bằng không? Và bằng tuyệt đối của x, nếu x bằng sao con? Nếu x nhỏ hơn không? Vâng, nhỏ hơn hoặc bằng không. Ý thứ 38 mời bạn Phương Nam à. Con nhìn thấy ở đây nhá. Con nhìn thấy đây là đang không xuất hiện bình phương này, thầy đám mách cho con này. Con rất đơn giản, con khéo léo cho thầy. Con sẽ viết nó thành căn bậc 2 của A bình phương tất cả gì con? Bình phương, thế là con đang thành hàm đẳng thức chưa? Và bạn Phương làm tiếp cho thầy ạ. Dạ, thầy hỏi lại đi ạ. Dạ. Thì bây giờ con lắp vào công thức rồi, nó có căn bậc 2 của A bình tất cả bình rồi. Thì cái này này nó sẽ bằng gì nào con nhỉ? Nó sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A bình phương. Đúng không? A bình phương thì luôn lớn bằng 0 chưa? Cho nên giá trị tuyệt đối của nó sẽ bằng gì con? Chính nó. Con hiểu ý này chưa? Tất cả các con sẽ vâng, nhìn thấy mình thêm tất cả các con nhìn lên trên màn hình một lần nữa để nó giảng cho các con ý này nữa nha. Như vậy các con muốn làm gì thì làm, các con phải chuyển được về công thức nha. Căn bậc 2 của A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. Con nhớ cho thầy cái này nha. Ý thủ ở đây là ý mũ 8 con ạ. Ở đây là x mũ 8 thì con phải viết nó dưới dạng bình phương. Thì x mũ 8 là x mũ mấy, tức là mũ 2 nào? Nó chính là x mũ 4. Tất cả mũ 2. Đúng không? Và con sẽ viết nó thành giá trị tuyệt đối của x mũ 4. Nghe giảng nhá, nghe giảng nhá. Và x mũ 4 là số mũ chẵn chưa? Số mũ chẵn thì nó có phải nó luôn lớn bằng không không? Cho nên giá trị tuyệt đối của nó sẽ bằng gì con? Chính nó. Đấy. Tương tự như cái thằng 12 đây này con.
Thằng 12 thì căn bậc 2 của A mũ 12 chính là bằng A mũ mấy tất cả mũ 2? A mũ 6. À đúng rồi, mũ 6. Tất cả mũ 2. Đấy. Thì lắp vào công thức thì sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A mũ 6. Và A mũ 6 nó dương chưa con? Vì nó có số mũ chẵn đúng không? Cho nên sẽ bằng gì? Chính nó. Thế còn ở đây, ở bài 41 nó có dạng là A bình chưa? Bằng rồi thì bằng giá trị tuyệt đối của x cộng mấy ạ? X cộng 1. Vì chưa biết cái tổng này âm hay dương cho nên chúng ta để đấy thôi. Đấy. Chưa biết âm dương nhưng mình để đấy. Mình để đấy thôi. Để đấy đúng không? Vì chưa biết âm dương đúng không? Đấy, thầy giáo giải thích cho các con là như vậy. À, thầy hỏi là các con nhìn ở trên màn hình chúng ta nhìn có rõ không? Có ạ. Có ai là người không nhìn rõ không? Không ạ. Các con đã hiểu cái phương pháp mình sử dụng công thức chưa? Rồi ạ. Ok. Sau đó các con sẽ làm tiếp cho thầy ý 42, 43, 44 nhá. Bạn Khánh Linh con bố thống nào trả lời thầy ý từ 42 ạ. Nhanh con. Con thầy giá trị tuyệt đối của 3x cộng 2 là... Để nguyên đấy thôi, chứ con thấy dương đúng không? Các bạn ạ. Diệu Linh nhà con ơi. Diệu Linh. Thầy câu 43 là... Câu 43 là giá trị tuyệt đối của 2x cộng 1. Vâng ạ. Câu 44 mời bạn ạ. Phương Anh. Thầy có 44 là giá trị tuyệt đối của x cộng 5. Vâng. Mời bạn là Duy Hòa trả lời thầy 45 ạ. À. Em ơi thầy là giá trị tuyệt đối là 4 trừ 2x ạ. Vâng, cảm ơn con. Mời bạn là Trường nào. 46. Âm 12 của. Đúng rồi, bạn Trường đã hiểu ý phải đổi nó về bình phương đúng không? X. Của gì? X chắc chắn A. Rồi. À là thức số 2 đúng không? A trừ 1 bình phương và bằng. Bằng A trừ 1. Giá trị tuyệt đối của gì? Giá trị tuyệt đối của A trừ 1. A trừ 1 được chưa? Bằng. Mời bạn Bách nào. Nhận thấy ở bài 47 là chưa có hạng thức, chúng ta sẽ viết nó. Vâng. Bằng trị tuyệt đối của 2x 1 tất cả bình. Còn con phải đọc là căn bậc 2 nhá. Căn bậc 2 của 2x 1 tất cả bình. Bằng 2x 1 tất cả bình. À 2 bằng trị tuyệt đối của trị tuyệt đối của 2x 1. Tới đây ta dừng lại, ta chưa phá bởi vì chưa biết âm hay gì hay dương đúng không? Thầy còn nói là để nguyên đấy đúng không? Để đấy vì chưa biết âm hay dương đúng không? Sao bạn Phương bấm giơ tay đấy con? Thầy có gọi đâu. Mời bạn Lan Anh nào con ơi. Lan Anh bài 48 nào. Đây là bằng căn bậc A trừ 1 phần 2 bình phương. Đúng rồi, A trừ 1 phần 2 bình phương. Và bằng trị tuyệt đối của A trừ 1 phần 2. Thank you. Chính xác ạ. Tiếp theo bài số 49 mời bạn Chiến nào. Thầy bằng chi tiết đối à căn bậc 2 x trừ 3 tất cả bình x cộng 3 cứ giả vờ
bằng trị tuyệt đối của x cộng 3. Có phá nhưng không? Không ạ. Phá thì lại chưa trường hợp thì chưa biết là bình thường quá. Mời bạn tiếp theo bạn Chi nào. Chi có nhìn thấy đây là thứ chưa? Có. Nó sẽ được là gì con? Nên là thầy được là 1 trừ đi 3. Đúng rồi, tốt. Tất cả đi. Và bằng giá trị tuyệt đối của 1 trừ đi 3. Good job. Thank you. Bạn tiếp theo là xem nào. Ngọc Anh cú te nào. 51 Ngọc Anh. Giá trị tuyệt đối của x trừ 1 ạ. Đúng rồi, con nhìn màn hình nhá. Nó bằng giá trị tuyệt đối x trừ 1, tốt rồi này. Tiếp này, vì người ta đã cho là x nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì một số nhỏ hơn 1 trừ đi 1 là ở trong giá trị tuyệt đối là nó âm chưa? Ví dụ con lấy một số nhỏ hơn 1 đi, chẳng hạn con chọn số 0 thì con thay vào đây 0 trừ 1 là âm 1, nó âm nhá. Giá trị tuyệt đối mà âm thì khi bỏ dấu đấy, trị tuyệt đối có dấu trừ ở đằng gì? Đằng trước. Đúng công thức chúng ta học từ đầu giờ chưa? Đấy, nó âm rồi nhá. Đấy là có dấu trừ ở đằng trước. Và mình phá ngoặc ra nó sẽ được là trừ x cộng 1. Các con sẽ nhìn tiếp vào cái ví dụ 52. Tương tự thầy viết sẽ nói với các con nó sẽ bằng giá trị tuyệt đối của x trừ 5. Mà người ta lại cho là x là một số lớn hơn là bằng 5. Thì con chọn số 6 đi. Số 6 trừ 5. 6 trừ 5 được 1, cái hiệu ngày dương. Một số lớn hơn 5 trừ 5 hiệu ngày dương. Hiệu ngày dương thì giá trị tuyệt đối bằng chính nó. Đấy, bây giờ chúng ta có phá được chi tiết rồi. Với điều kiện người ta cho x và y. Tương tự như vậy thì các tình yêu của thầy tiếp tục suy nghĩ cho bài 52, 53, 54, 55 và 55 và 56 nhá. 3 phút suy nghĩ cho những ý tiếp theo bắt đầu. Dựa vào hai ví dụ thầy nhắc lại nhá. Ví dụ như này này, con bằng giá trị tuyệt đối x trừ 1 này và người ta đã cho x nhỏ hơn 1 không? Một số nhỏ hơn 1 trừ đi 1 trả âm. Thì giá trị tuyệt đối của số âm phải có dấu trừ ở đằng trước. Còn ở đây là giá trị tuyệt đối của x trừ 5 bình phương thì bằng chính giá trị tuyệt đối của x trừ 5 và x là một số lớn hơn bằng 5 thì trừ đi 5 dương không? Giá trị tuyệt đối của số dương sẽ bằng chính nó, các con hiểu chưa? Đây là bài 51, 52 tiêu biểu cho nó, dựa vào suy luận đó để chúng ta làm 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 nhá. À, thì con học công thức rồi đúng không? Cứ căn bậc 2 của A bình thì bằng giá trị tuyệt đối của nó đã. Con chả biết thế nào, con cứ ghi cái này đấy, bước đầu tiên con đã được điểm rồi. Con suy luận tiếp này. A nhỏ hơn hoặc bằng 2B. A lại trừ đi 2B. Đây là thằng bé đúng không? Và đây là thằng lớn đúng không? Bé mà trừ đi lớn là âm chưa? Hả con? À, con cứ hiểu là như vậy đi. Bây giờ không có số. Bé trừ đi lớn trả âm. Âm thì phải có dấu trừ ở đằng gì? Đằng trước. Con hiểu chưa? Đấy. Và con phá ngoặc ra bằng trừ A cộng 2B. Các tình yêu hiểu ý không ạ? Nha. Cái này là hằng thức số mấy con? Số 2 đúng không? Nó sẽ bằng căn bậc 2 của 2x trừ y bình phương và bằng giá trị tuyệt đối của 2x trừ y. Nào, giá trị tuyệt đối nha. Thằng 2x là thằng lớn không? Thằng y là thằng bé chưa con? Lớn trừ đi bé ổn chưa? Lớn trừ đi bé có phải là dương không con? Dương thì bằng gì con nhỉ? Bằng chính nó. Con đã hiểu cách suy luận chưa? Huyền có hiểu được bài không con? Ngọc Anh hiểu được bài không con? Em Huyền thì không hiểu được bài, khó quá à con? Bóc thuộc hằng thức không? Thùy Anh. Trị tuyệt đối của 2x trừ 1 bằng 2x trừ 1. À, vì x nó lớn hơn bằng 1 phần 2 chứ cái hiệu này nó dương đúng không? Bằng 2x trừ 1 hoàn toàn chính xác. Ý 56 ạ. Rất nhanh, mời bạn Sơn ạ. Em thưa thầy là bằng giá trị tuyệt đối của 3a trừ 2 bằng tiếp trừ 3a cộng 2. Vâng, đúng rồi, con nhẩm nhanh như thầy giáo sẽ viết ra.
đây là thằng bé này, đây là thằng lớn này. Bé trừ lớn thì phải âm rồi, âm còn dấu trừ trước mà bằng âm 3 cộng 2 bạn làm hoàn toàn chính xác. Ý 57 hả? 57, 57 2 nào? Năm bảy hai không hai ha, chưa nào anh như gần bậc năm mươi bảy à, trong bậc hai của tàu trừ chín ít. Đọc cái nào giật thấy con đọc lại nào, nó có bình phương rồi con đọc luôn bằng luôn đi, không phải đọc lại được bài đâu. Lâu sáu trừ chín ít, sáu trừ chín ít và bằng bao nhiêu? Và bằng âm 6 cộng bằng âm 6 trừ 9 x. Âm 6 cộng 9 x đây gì? Tại sao nói như vậy? Chúng ta muốn tạo ra cái thằng 9 x thì ta nhân hai bên với 3 đi. Ta được 9 x lớn hơn là bằng mấy nào? 6, có nhìn thấy chưa? Đấy. Thế là con tạo ra được ngay 9 x không? Cái này là 3 x lớn bằng 2 con nhân hai bên với 3 là 9 x lớn bằng 6. Thế thì thằng bé mà trừ đi thằng lớn thì hiệu ngày âm, hiệu ngày âm phải có dấu trừ ở đằng gì? Đằng trước. Đúng không? Nhưng mà trường bạn nói đấy, đúng rồi. Và kết quả cuối cùng sẽ bằng âm 6 cộng 9x. Ý tiếp theo 58 ạ. Ai giơ tay lên một lần thôi. Chiến nào? Bằng em dạy bằng căn bậc 2 của x trừ 5a trừ 1 tất cả bình. Rồi 5a bằng bằng trị tuyệt đối của 5a. Và bằng trị tuyệt đối của 5a trừ 1. Bằng trừ 5a trừ 1. Trừ mở a trừ 5a trừ 1 đúng không? Thằng 5a là thằng bé hơn rồi. Thằng 1 là thằng gì? Thằng lớn, thì bé trừ lớn nó phải âm rồi, đúng không? Đấy, và có dấu trừ trước phải bằng ra là âm 5A cộng mấy ạ? Cộng 1, cộng sao? Các con đã hiểu phương pháp làm bài này chưa? Rồi. Bây giờ quá nét rồi đúng không? Mời bạn Bách Cú Tê làm như vậy 59 nào con? Em thầy 59 là bằng căn bậc 2 của m cộng 2n. Vâng. Bình phương. Vâng. Căn bậc 2 của m cộng 2n bình phương bằng trị tuyệt đối của m cộng 2n bằng m cộng 2n. Đây, nếu cái này nhá, cái này các con nhìn tinh tế này. Tại sao thầy nhận đến nay chuyển sang ngày sang thì nó phải được là m cộng 2n lớn hơn là bằng 0 không? Con nhìn thấy chưa? Cái chỗ này này. Đấy, con chuyển được vế nó sang. Con nhìn thấy chưa? Thì nó thành m cộng 2n lớn bằng 0 là dương. Dương thì giá trị tuyệt đối của nó sẽ bằng gì? Chính nó. Đấy là cái thủ thuật của nó nằm ở đấy. Các con nhìn thấy chưa? Tiếp theo bài số 60. Căn bậc 2 của 3x tất cả bình trừ đi 4y tất cả bình. Đọc lắm tất cả bình thế, trừ đi 4y tất cả bình thôi. Đúng không? Và bằng bằng âm 3x trừ 4y. Con phải nhìn vào màn hình đi. Bằng gì nào? Âm 3x trừ 4y ạ. Bằng nhìn vào màn hình đi. À, căn bậc 2 của 3x trừ 4y. Nhìn vào màn hình chưa? Bằng căn bậc 2 của 3x trừ 4y ạ. Vâng. Hay là bằng căn bậc 2 bằng giá trị tuyệt đối chứ. À, giá trị tuyệt đối. Đấy, con cứ vội vàng con làm, con phải nhìn vào màn hình, con tập trung. Rồi, bằng bằng âm 3 x trừ 4. Đây, 3x là bé, 4y là gì? Lớn, bé trừ lớn là âm rồi. Âm phải có dấu gì? Trừ ở đằng trước. Và phá ngoặc ra kết quả cuối cùng sẽ bằng bao nhiêu? 3x, âm 3x cộng 4y ạ. Vâng. Con phải tập trung vào nhìn màn hình, con trả lời theo hướng đấy nha.
Như vậy với kiến thức cần nhớ ở lớp 7, thầy giáo đang nói với các con là căn bậc 2 của A bình, căn bậc 2 của A tất cả bình phương thì bằng A luôn. Như vậy ở đây chúng ta nhận thấy là cái bài số 61, căn bậc 2 của 2 tất cả bình phương thì bằng mấy? Bằng 2. Căn bậc 2 của 3 bình phương, căn bậc 2 của 3 tất cả bình phương thì bằng 3. Và căn bậc 2 của 5 tất cả bình phương thì bằng 5. Và đương nhiên căn bậc 2 của 4 tất cả bình phương bằng mấy à Thảo ơi? Thảo à? Dạng gì? Phải học phải tự nghe dạng vào bằng mấy con? Em nghe bằng 4 ạ. Vâng, đúng rồi con. Chỉ cần tập trung nghe dạng thì đáo dạng là làm được ngay. Có gì khó đâu. Chi nào? 65. Em thấy 65 là bằng 6 ạ. Bạn Lan Anh, 66. Thầy bằng 7 ạ. Vâng. Hoa, 67. Hoa ơi, em được thầy là câu 67 là bằng 8 ạ. Yến ơi, 68 ạ. 9 ạ. Vâng, nó quá dễ đúng không? Bạn à Ngô Trang ạ, 69 ạ. Em thưa thầy bằng 1/2 ạ. Vâng. Bạn Khánh Linh con Bồ Thống ạ, 70. Em thầy bằng 1/3 ạ. Vâng, ok. Có khó không? Phải này, cứ khó thì cứ đập đầu người gối để đi ngủ cho xong. Nhờ. Thực ra ở cái phần tiếp theo là đưa từ số ra ngoài dấu căn là cái kiến thức này chúng ta này. Căn bậc 2 của A bình nhân B này, thì căn bậc 2 của A bình đúng bằng giá trị đối của A không? Có bạn con? Con dựa vào đó thì con sẽ làm nó ví dụ như này nhé. Rồi, thầy sẽ đưa ra ví dụ như chẳng hạn là chúng ta sẽ tách vào ra số 8 là số mấy bình phương? Số 8 là số 2 bình phương nhân với mấy ạ? Nhân với 2 và bằng giá trị tuyệt đối. Giá trị tuyệt đối của 2 không? Nhân với căn mấy ạ? Căn 2 và bằng 2 căn 2. Con hiểu chưa? Tiếp theo ví dụ như cái thằng 32 nhé. Cái thằng 32 là số mấy bình phương nhỉ? Nhân nhỉ? Là mình nhẩm thầy đi, số 32 là 16 không? Đúng không con? Số 16 viết cái dạng bình phương là mấy bình phương con? Đấy con nghe giảng nhá. 8 là 4 x 2 để 4 thành 2 bình phương không? Con hiểu chưa? Thì bây giờ 32 chính là 16. Vì tại sao nghĩ đến 16? Vì 16 là số chính phương, là số bình phương ấy. 16 là 4 bình phương nhân với 2 bằng trị tuyệt đối của 4 x 2 và bằng 4 nhân căn mấy ạ? Căn 2. Đấy, con đang đi được ra ngoài chưa? Tiếp theo thằng 50 nào, ai gợi ý cho thầy nào? Bằng mấy bình phương nhân mấy nào? Mời bạn Bách nào. 5 bình nhân 2. Bách ơi, 50. Bách 50 là 25 nhân 2 đúng không? Bằng 5 bình phương nhân 2. Đúng rồi. Và bằng giá trị tuyệt đối của 5 nhân 2 và bằng 5, xin lỗi con đây là căn 2 nữa. Nhớ nha, còn căn 2 nữa chưa đưa được ra đúng không? Thằng 72. Mời một bạn này. Mời bạn Phương Anh nào. 72 nào. Thằng 72 nào. 72 là 36 nhân 2 đúng không? 36 là mấy bình phương Phương Anh? 36 là 6 bình phương. Con đọc cái này là bằng 6 bình phương nhân mấy nào? Nhân 2. Và bằng trị tuyệt đối của 6 nhân với căn bậc 2 của 2 nhá. Căn bậc 2 của 2 nhá. Và bằng 6 căn 2. 6 nhân căn 2. À, ok xong. Các con đã hiểu cách tách chưa?
Rồi ạ. Ví dụ như thằng 49 nhá. Rồi ạ. Vâng, bạn Thảo nào. Thằng 49 thì bằng thằng 48 thì bằng mấy nhân mấy nào? Nó 48 sẽ bằng 98, 98 sẽ bằng 49 nhân 2 đúng không? 49 là 7. Vâng. Bình phương ạ. À? 7 bình ạ. À? Vâng, nhân 2 và bằng giá trị tuyệt đối của 7 nhân căn 2. Nhân 2. Và bằng 7 căn 2. Căn 2. Vâng, ok. Đây các con làm đi nhá. Mời bạn Lan Anh trả lời thầy thứ 6 nè. Thưa thầy, bằng căn bậc 8 bình nhân 2 bằng trị tuyệt đối của 8 nhân căn bậc 2 của 2 bằng 8. Con ơi, con đọc đấy để nào biết sao được, con phải nhìn màn hình đi. 8 bình à? 64 nhân 2 bằng trị tuyệt đối của 8 nhân 2 căn 2 và bằng 8 lần căn 2. Đấy, con phải nhìn màn hình, con đọc cho thầy nhé. Số 7, mời bạn Phương Anh nào. Phương Anh, 162 là chính là 81 nhân 2. 81 thì có phải là 9 bình phương không? Nhân với 2 không? Rất đơn giản, và bằng giá trị tuyệt đối của 9 nhân 2 căn 2 và bằng 9 căn 2. Nguyễn trả lời thầy đề 8 nào. Nguyễn, hình như 8. 200 có phải là 100 nhân 2 không? 100 là mấy bình phương? Nguyễn. Em thấy thầy là 10 bình phương ạ. À, 10 bình phương nhân 2 và bằng trị tuyệt đối của 10 nhân gì ạ? Nhân căn 2 đúng không? Và bằng 10 lần căn 2. Các con phải nhẩm nhá. Mời bạn Bách trả lời thầy thứ 9 nào. Em thưa thầy là 9 là bằng căn bậc 2 của 11 bình nhân 2. Đúng rồi, 11 bình là 121 đấy. 121 nhân 2 là 242 và bằng căn bậc 2 à, trị tuyệt đối của 11 nhân căn bậc 2 của 2. Vâng, và bằng 11 nhân căn bậc 2 của 2. Chính xác. Trường trả lời thầy thứ 10 ạ. À? Trường thứ 10 ạ. À? 288 đó chính là 144 nhân 2 ạ. À? 144 thì có phải là 12 bình phương chưa? Nhân với 2 và bằng trị tuyệt đối của 12. Nhân với căn bậc 2 của 2 và bằng 12 lần căn 2. Các nhìn thấy chưa? Tiếp theo 338 ạ. À? 338 khó quá. 338 thì thầy chia đi xem nào. Chia 2 được bao nhiêu con? Được 1, được 6. 169 ạ. 169 nhân 2 đúng không? Thì thằng 169 này có phải là 13 bình phương không? 13 bình. 13 bình nhân 2 và bằng trị tuyệt đối của 13 nhân căn bậc 2 của 2 và bằng 13 lần căn 2. Thằng 392 nó chia cho 2 đi thì được là 1, được 9, 196 nhân 2. 196 là mười mấy bình phương? 14 bình đúng không? Con bấm mày đi cho thầy, thầy nhầm đúng không ạ? Bằng trị tuyệt đối của 14 nhân với căn 2 và bằng
14 lần căn 2. Như vậy là các con phải tập nhẩm cho nó tốt. Đấy. Phải đập cái đầu đi. Không nên lạm dụng máy tính. Thì mình sẽ chủ động cho cái việc tính toán. Mình nhanh hơn. Lúc nào bí quá mình mới dùng máy tính thôi. Thằng 450 mình nghĩ được ngay cái thằng số bao nhiêu nhỉ? Một nửa của nó là 225, 225 là 15 bình phương không? Thầy cho mình cùng làm nhá. 450 và 225 nhân 2 rồi. 225 là 15 bình phương nhân với 2 và bằng trị tuyệt đối của 15 nhân căn 2 và bằng 15 lần căn 2. Thằng 12 nó sẽ bằng thằng mấy bình phương nhân mấy? Ai trả lời thầy nào? Rất đơn giản xuống cái bé nhé. Bằng 2 bình phương nhân 3. 2 bình phương nhân 3 đúng rồi, bằng cách chuẩn 4 nhân 3 đó. Đấy, mình nhầm số tốt đi. Và bằng trị tuyệt đối của 2 nhân căn 3 và bằng 2 căn 3. Thằng 48 nghĩ đến 16 nhân 3 không? Đúng không? Thằng 16 là 4 bình phương nhân 3 bằng trị tuyệt đối của 4 nhân căn 3 và bằng 4 căn 3. Thằng 75 nghĩ đến ngay số nào nhỉ? Số đẹp đấy. 5 bình nhân 3. Đúng rồi, thằng 25 nhân 3, 25 là 5 bình nhân 3 bằng trị tuyệt đối của 5 nhân căn 3 và bằng 5 căn 3. Các con nhìn thấy là nó có khó không? Chịu động não một chút đúng không? Nó chỉ tư duy số thôi. Lan Anh nào, con gái nào, tách có thể nhỉ con? Lan Anh 17. Thưa thầy, bằng căn 2 của 6 bình nhân 3 bằng trị tuyệt đối của 6 căn 2 của 3 và con nhìn ở màn hình đi xem thầy có ghi kịp con nói không? Con đọc à? Con nhìn ở mình con đọc à? Căn bậc 2 của 6 bình 6 bình nhân 3. Đúng rồi. Bằng trị tuyệt đối của 6 nhân căn bậc 2 của 3 và bằng 6 căn bậc 2 của 3. Mời bạn Thu Ngân nào. Thu Ngân trả lời thầy ý 100 ý tiếp theo. Thưa thầy, căn bậc 2 của 7 bình nhân 3. Căn bậc 2 của 7 bình nhân 3 và bằng trị tuyệt đối của 7 bằng trị tuyệt đối của 7 nhân căn bậc 2 nhân với căn bậc 3 bằng 7 căn 3. Mời bạn tiếp theo là mời bạn mà Chiến nào. Thầy bằng căn bậc 2 của 8 bình nhân 3. 8 bình nhân 3 á con? Bằng nhân 3 không? 8864 nhân 3. Rồi. Bằng trị tuyệt đối 8 nhân căn bậc 2 của 3 và bằng 8 căn 3. Bạn tiếp theo là bằng là Chi nào con? Em là thầy là căn bậc 2 của 9 bình nhân với 3. Vâng.